xin kính chào toàn thể các bác nhé. Tiếp tục em quay giới thiệu lại các bác là cái mẫu thùng BNC 218SH. Hôm nay em sẽ đo thông số cho các bác xem nhé. Đây là cái chiều sâu đã nhá. Riêng phần chiều sâu là vào 80cm này, sâu tiêu chuẩn nhá. Chiều ngang mặt này, đây em sẽ đo đúng cái mặt trước này, để các bác kê cái gì lên thì được. Đúng 1m2 nhá. Chiều ngang mặt là đúng 1m2, chứ em không có đo, không có đo điêu đâu. Đấy, ok chưa ạ? Đúng 1m2. 1m2. Và em sẽ đo cái chiều cao của bản thân thùng nhá. Cao của bản thân thùng đây, các bác đang xem là vào 52,5cm, 52,5cm. Và khi đặt đứng lên thì nó sẽ như thế này. Thì em sẽ đo cái mặt đứng. Mặt đứng đây này, chiều này 52, đúng không? 52, không phải là 52,5 đâu, đúng là 52 nhá. Không có bác này bảo 53 thì anh không mua đâu. Đây đúng 52 này, đúng 52 này. Đấy, chiều sâu nhá. Chiều sâu các bác kê xúc xiếc thì là vào đúng 80 này. Và về em sẽ đo cái chiều cao khi đặt đứng cái thân thùng này lên, đúng 1m2 luôn. Đấy. Ok, đây là BC218SH. Mẫu bản quyền do thương hiệu sản xuất của loa BNC đến từ Ý, họ design, họ thiết kế. Bên em thì có đao mẫu về và tùy chỉnh một tí cho nó phù hợp với nhu cầu của người Việt Nam. Con này thì khoang nắp bát ở đằng sau nhé, xúc hầm nên là không cần lưới. Còn các bác sợ chuột thì bảo em một tiếng, em sẽ làm chắn chuột cho. Đằng sau là có hốc tay sách đằng sau này, các bác đặt đứng này nhá, các bác có thể bê được. Giống mẫu của năm 2002 như hàng công ty thì nó có tay sách đằng sau này các bác này, một tay đằng sau này, xong một tay đằng trước này các bác bê vào vách này nữa. Đấy, rất chắc chắn luôn, nó bê được. Thùng thì tất cả là đều có hạ chìm này, để các bác có thể xếp chồng súp lên trên nhau được nhá. Trên lý thuyết là các bác có thể xếp chồng được nhưng mà không ưu tiên, nguy hiểm lắm. Đấy, nếu mà xếp chồng được thì phải hai hàng hoặc ba hàng, thì là sau đó là các bác lấy dây tờ ấy, các bác chẳng xung quanh nó sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều, được chưa? Thùng trên nóc và bên cạnh đều có lỗ cọc này, đặt nằm này nó có lỗ cọc này. Đấy, bên cạnh này có lỗ cọc này, cạnh dưới này là có cái miếng gỗ có lỗ cọc, có miếng gỗ tức là mặt chân nhá, là có lỗ cọc rồi nhá. Thường thường là mặt ý nó không có cọc đâu. Đấy, và bên cạnh đây nữa cũng có lỗ cọc, để các bác là ví dụ xếp trên thảm hay ba nết thì gì đấy thì mặt chân có thể thò lên hoặc thụt xuống tùy. Hoặc là các bác có thể cho cái mặt chân này lên, các bác hàn một cái bộ khung khung sắt, tức là hàn bộ khung sắt nó sẽ ôm gần sát cái này, gần sát cái mặt chân này. Đấy, thì khi các bác đặt cái khung sắt lên thì gần như nó bám luôn vào cái khung này, nó không có xê dịch nữa, nó cũng là một cái điểm cộng. Thùng này thì tận 12 tay sách cơ, các bác có thể bê đứng, bê nằm các kiểu. Đấy, bản thân thùng thì em chưa cân nhưng mà tí nữa sẽ cân thử xem là bao nhiêu cân một cái bản thân cái thùng này. Tức là cái thùng này nó nhẹ lắm, như cái vỏ của NS36 góc kia kìa, em hôm trước em cân lên một mình em bê em cân là vào 65 cân. Đấy, chưa có bánh xe. Thì như cái mẫu thùng này hiện tại bên em đang bán là 5,6 triệu cả thùng cả bánh xe, giá rất rẻ. Nhưng đây là cái phiên bản gỗ 15, còn gỗ 18 thì nó sẽ đắt hơn, là vào 400.000 nhá. 400.000 là gỗ 18, tính bằng tiền gỗ thôi không nãy, đắt thêm 400.000 tức là 6 triệu. 6 triệu là gỗ 18, còn gỗ 18, gỗ 15 là 5,6 triệu. Đấy, tại sao to mà rẻ thì đấy, gỗ đấy lệch nhau tận 400.000 cho một đôi cơ. Một cặp thùng này tốn 4,5 tấm gỗ, gần 5 tấm. Đấy, tốn rất nhiều gỗ luôn. Một cặp thùng này gỗ 15 nó nhẹ đấy, gỗ 18 nhìn nhau đi. Gỗ 18 thì cái kích thước phủ ngoài này nó sẽ lớn hơn, thì nó mới đảm bảo là kích thước bên trong thùng này nó vẫn như khuôn của hãng. Thì em cố gắng làm sao nó làm nó giống hãng nhất có thể. Đây thì em cũng chia sẻ luôn nhá, tất cả thùng bên trong này đều là có ốc vít, ốc chôn gen âm dương hết, đầy đủ hết. Cái thùng này là toàn bộ là mộng âm dương hết. Và thùng lấy, các bác lấy là sẽ tặng kèm cả bánh xe. Giá trên là bao gồm bánh xe nhá, chưa có bao ship đâu nhá. Bánh xe này là phi 100, bánh 10, hai chiếc khóa và hai chiếc không có khóa trên một vế. Khóa thường thường là sẽ đi chéo với nhau nhá. Đấy, ví dụ đây là không khóa này, khóa vào này. Đấy, rất là chắc chắn đúng không ạ? Đấy, khá là chắc chắn thôi. Thế còn bánh xe này thì
đọc giá luôn cho các bác xem này. Em mua là 65.000 ở đây. Cái này là 50.000. Ngày trước là có loại bánh như này là 55 này. Đấy. Sao bảo em lấy nhiều đấy nên là giảm giá tí thì vẫn chốt giá như thế. Chả yêu kêu gì. Đây là thùng sơn sần. Kiểu là sần giả cáp nhá. Sờ nó rất là gai tay. Đấy, nó có một độ bám dính nhất định. Ví dụ các bác đặt các cái loa kiểu loa nó phun loa thường thường lên ý, chân cao su nó tì lên cái này nhá. Nó bám chắc cực kỳ luôn. Nôi đi nôi lại còn khó chứ đừng có nói là đánh mà nó trôi được loa. Các bác nôi đi nôi lại còn khó rồi nhá. Nhưng mà đánh mà nó rung thùng nhảy ý, thì chịu. Không biết. Không biết là các bác nắp như nào, nỏng ốc như nào thì nó mới nhảy được. Còn cái thùng này bản thân em đã test thử nó đánh tiếng rất là ghê. Đây là một đơn của một anh ở trong tỉnh Gia Lai. Anh xem được video thì nhận hàng nhá. Xem được video thì Nú Nghĩ đang gửi rồi. Thì cũng tranh thủ Hưng Yên một ngày chưa có nắng và chưa thấy gió quay review các bác thế thôi. Chẳng ăn nữa là làm một đống này nó cũng nhè hết cả nước dãi nha. Kinh lắm. Tạm lắm. Ok nhá. Thùng tất cả là đều có ke góc ghiếc đầy đủ nhá. Các bác hoàn toàn yên tâm về sản phẩm bên em cung cấp. Em không có làm điêu đâu. Đấy, hàng bên em làm bây giờ làm để lấy thương hiệu mà làm điêu bán cho các bác mấy cái đồ vớ va vẩn các bác chửi em chết. Không chỉ các bác chửi mà anh em bạn bè cũng đánh giá làm càng ngày càng vứt đi. Nên làm càng ngày càng tiến lên ở đây càng ngày càng đi núi. Giá thì có thể đắt nhưng cái chất lượng của nó thì không thể nào ối ôi được. Mà chất lượng nó phải tương đối và trở nên, tương đối và tuyệt vời trở nên nhé. Thì nói luôn các bác này, những cái tay sách này làm nó không được tỉ mỉ như hãng được. Bởi vì nó mất nhiều công về cái tay sách này cực kỳ luôn. Riêng các cái tay sách này đấy, với cái điểm bo góc này, nếu như em làm tỉ mỉ như hãng ấy, không có lại. Tỉ mỉ tức là các bác sờ cái mép tay sách này với sờ viền đây này, nó mịn như nhau. Thì em không làm được. Nói thẳng là không làm được. Bên em chỉ làm được như thế này. Còn các bác bảo là không làm được thì đừng làm nữa. Em nói thật các bác nhé. Các bác khi làm đến cái đoạn này nhá, các bác cũng nhè cả nước dãi ra luôn chứ đừng có nói là bên em. Bên em thì bây giờ này, công nhân thợ thì có 3 người thì làm sao nó trau chuốt tỉ mỉ nhất là được. Đấy. Thì bằng một cách các bác có thể gọi là em làm bố áo, gọi là làm lớp liếm. Em sử dụng cái công nghệ gọi là sơn sần hạt gai này. Sờ cái thùng nó gai gai này, xong sờ đây cũng gai gai. Đấy gọi là công nghệ lớp liếm. Được chưa? Đấy. Nói luôn cái điểm yếu để các bác biết nhá. Còn nhiều các bác bảo này chỗ này là vẫn còn hơi thơ gỗ này thì nói luôn các bác là không thể nào làm tỉ mỉ hết được, bởi vì tỉ mỉ hết được ý, nó độn giá thì con này nên đẹp như là của hãng xịn, nó độn giá lên cộng thêm 1 triệu chứ một đôi nói nhanh đấy thì làm không phải tỉ mỉ được, làm mướt mượt mượt còn đẹp hơn cả hãng làm được, giá nó cao. Còn thương mại thế này thì nói chung là các bác cũng chấp nhận được nhá. Thùng thì bên trong là chưa có bông. Giải ra đây với mục đích là tí nữa sẽ bắn bông vào bên trong thùng. Sau đó là các bác tinh tinh vào tài khoản. Sau đó em đóng gói và em gửi hàng cho các bác gửi xe. Đây nhá, đơn hàng của các bác đây nhá. Và đây nữa, rất là nhiều. Thì nói luôn nhá, thùng này là có bánh xe. Và giá là 5.6 triệu tại cửa hàng. Còn các bác kêu đắt, chịu. Đấy, còn nếu mà các bác muốn thùng này gỗ 18 thì được, nhưng mà đặt cọc trước nhá. Bởi vì thường thường em cái mẫu này này, mẫu theo form của hãng thì em làm theo đúng form của hãng thôi. Của hãng là gỗ 15, em làm gỗ 15. Còn của hãng là gỗ 18 thì em sẽ làm gỗ 18, đúng không ạ? Đấy. Nó đắt cũng phải có giá của nó, đúng không ạ? Thùng rất là to nhá. Kích thước thì các bác xem rồi. Ok, và đến cái công đoạn cuối cùng là bê lên cân. Bao cân. Đấy, bao nhiêu cân. Thùng thì đây, để nguyên đây các bác xem nhá. Bám đầy bụi bẩn đây này. Cái này thì chỉ lau qua một tí thôi, tay của em đang bẩn đây này. Lau qua một tí thôi thì nó sẽ sạch bông và sáng bóng. Đấy. Thùng này thì các bác bảo là bám bụi nhưng mà thật ra nó rất là dễ lau nhé. Các bác chỉ dùng một cái trà kiểu như là cái loại trà bằng cái chổi mà nông bằng nhựa ấy. Các bác chỉ cần đánh qua một lượt thôi, nó sạch bóng luôn. Đấy. Vừa đánh qua vừa lấy máy hơi xì sạch bóng luôn. Bây giờ em bê lên cân nhé. Bây giờ cái này em sẽ bê lên cân và cân thử xem là nó bao nhiêu cân để các bác cùng xem. Và cái này khi mà lắp cả loa vào, cả củ bát vào thì nó sẽ nặng thêm vào tầm 12 cân một củ bát. Hai củ bát là vào 24 cân khoảng tầm đó. Để các bác nhé.
Đây các bác xem nhá. 6. Ui ôi. Cũng 632 rồi. 632 rồi, 634 rồi, 632, 634. Chưa có củ bát. Gọi là 64, 64 cộng với 12 cân nữa là vào 76, 76 cộng với 12 cân nữa là vào 88 cân, tức là vẫn trong khoảng là dưới 90 kg, thì các bác vẫn có thể bê được. Hai người thì vẫn có thể bê tốt được. Đấy. Nhưng mà cảm giác này em bê cái thùng này nó nhẹ nhàng hơn, không biết như nào, hay là do cái tổng khối lượng nhìn như này cảm giác bê hơn nhẹ hơn nhỉ. Nhưng thực ra bê cũng khá là nặng. Nhưng mà bê cái quả kia mà nặng nhất này, khối lượng thùng nó kiểu nhỏ và hạn hẹp ấy. Bê nó khó, còn không có tay sách bên cạnh nữa. Đây. Đây, rất nhiều tay sách. Thật ra ấy, gỗ 15 thì nó như này, còn gỗ 18 thì chắc nó nặng hơn rất là nhiều. Gỗ 18 chắc có khi phải tầm gần 70 cân. Ôi trời ơi. Úi ôi. Được chưa? Đấy. Rồi, review đến đây thôi các bác nhé. Hôm sau nữa em sẽ review cái thùng xúc kép EGNE E218 để các bác cùng xem nó nặng bao nhiêu cân. Nói chung cái thùng này nên nhìn này là khá là đẹp rồi, rất là ưng ý rồi. Có 63,4 kg thôi, đây là thùng thôi. Chưa có, đây là chưa có bông nhá. Đấy, chưa có bông và rắc. Cả bông, cả rắc, cả ốc nữa thì nó sẽ nặng hơn nữa. Ok, video đến đây kết thúc nhá. Xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.